Lê Ngọc Tài. Dứt điểm, không vào. Một pha phản xạ tốt của thủ thành Thành Lộc. Đó là pha phối hợp đẹp mắt nhất của các cầu thủ La Mille City ở trong hiệp 2 trận đấu này. Cú sút của Nguyễn Như Hảo cũng ở trong hiệp 2 trận đấu này thì các cầu thủ Hữu Định Sao Hùng đã thực hiện nhiều pha solo hơn. Vừa rồi là tình huống mà thủ thành Nguyễn Văn Khoa đã cứu thua cho đội bóng áo tím. Tưởng rằng Hữu Định sẽ phải nhận bàn thua thứ hai. Cú sút của Lê Hoàng Triều Vĩ, công bằng mà nói cũng khá hiền và không thể đánh. Cơ hội dành cho Mimi, không vào. Bóng đã chạm vào cột dọc của người đã có một tình huống dứt điểm nguy hiểm vừa rồi.